Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì các bạn đang thấy ở trên tay tôi đây, đó chính là một chiếc Audemars Piguet Tourbillon. Chiếc đồng hồ này thì thuộc bộ sưu tập Jules và nó thì là một chiếc đồng hồ sinh ra nhằm cái mục đích là kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ngài Jules Louis Audemars 1851. Thì chiếc đồng hồ này được giới thiệu vào năm 2001. Có nghĩa là ngày hôm nay năm nay 2019 chiếc đồng hồ này đã có được là 18 năm tuổi. Đó. Một chiếc đồng hồ 18 năm tuổi. Nhưng độ mới, độ hoàn thiện, độ mới thì tôi nghĩ là rất là cao. Sau đây thì chúng ta hãy cùng review chi tiết chiếc đồng hồ này. Thì như các bạn đang thấy, chiếc đồng hồ này thì có dáng vỏ là Jules tròn truyền thống với đường kính là 40mm và lớp vỏ là vàng hồng 18 carat. Các bạn có thấy chiếc đồng hồ này có điểm gì lạ không? Đó chính là nó hoàn toàn, nó không có núm ở các 3 giờ như những chiếc đồng hồ truyền thống. Vậy núm của chiếc đồng hồ này đâu? Một lát nữa tôi sẽ giới thiệu tới các bạn. Độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này là cái điều mà tôi muốn nói đến đầu tiên. Với cái phần tay càng này, các cái búng tay càng và bezel của chiếc đồng hồ đều được đánh bóng rất là đẹp, đánh bóng rất là kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Tiếp đến đó là phần thân của chiếc đồng hồ này thì được mài xước mờ, xước mỏng, rất là đẹp mắt. Đó, tạo một cái hiệu ứng mà tôi nghĩ là hiệu ứng tương phản. Ở phía bên đối diện thì chúng ta sẽ thấy được bốn cái dấu triện, đó tuổi vàng 750 vân vân cái cân. Thì ở góc độ nhìn nghiêng này thì chúng ta có thể thấy được là cái dáng tay càng rất là phù hợp với dây da. Một lát nữa tôi sẽ đeo thử lên thì các bạn có thể thấy được chiếc đồng hồ này lên tay thì rất là hấp dẫn và cuốn hút. Và đây chính là núm của chiếc đồng hồ. Núm chiếc đồng hồ này đã được thay thế từ góc 3 giờ sang mặt sau. Các bạn có thể thấy được không? Mặt đáy của chiếc đồng hồ này rất là đẹp. Với núm như tôi liên tưởng đến như giống như là mặt trời vậy. Với các cái tia nắng tỏa ra. Đó, những tia nắng tỏa ra. Tất cả đều hướng về cái núm này. Cái mặt đáy của chiếc đồng hồ này được chế tác rất là đẹp và kỳ công. Sau 18 năm thì nó vẫn còn rất là mới. Bởi vì sao? Bởi vì cái mặt đáy của chiếc đồng hồ này được phủ với lớp kính sapphire để bảo vệ những cái chi tiết ở bên trong. Với 150 năm của ngài Jules Audemars được khắc ở đây, được viết ở đây. Và một cái biểu hai cái biểu tượng mà chúng ta thường xuyên thấy của nhà Audemars Piguet đó chính là chú chim và ba ngôi sao, cùng với cả một cái tòa tháp với ngọn cờ bay phấp phới. Đó, rất là đẹp. Tiếp đến đó chính là khóa của chiếc đồng hồ này. Khóa của chiếc đồng hồ với cái biểu tượng chữ AP, khóa gấp. Đó, khóa gấp cũng là vàng hồng 18 carat đương nhiên rồi. Tuổi vàng và vàng 750 nữa khác ở đây. Rất là cổ điển và cổ kính. Chúng ta quay trở lại với mặt số của chiếc đồng hồ này. Thì chiếc đồng hồ này được chia làm 4 cục, 4 phần. Vị trí góc 12 giờ này thì là AP, một chữ AP Audemars Piguet Tourbillon Automatic. Đối diện đồng hồ chỉ giờ phút đó chính là bộ Tourbillon. Cái bộ Tourbillon này cũng như là một cái bộ kim dây hiển thị thì ở trên mặt số đồng hồ, làm cho chiếc đồng hồ này rất là sinh động, luôn luôn có chuyển động. Và góc 3 giờ đó chính là ngày, hiển thị ngày. Còn góc 9 giờ đó chính là thời lượng báo pot. Mặt số của chiếc đồng hồ này cũng rất là đẹp các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì nó được hoàn thiện với những đường trải xước từ trên xuống dưới, rất là đẹp và rất là đều. Và chúng ta hãy cùng đi qua một chút về cỗ máy của chiếc đồng hồ này. Khá là, vì chiếc đồng hồ này thì không cho phép chúng ta nhìn thấy cỗ máy ở bên trong, nên là tôi chỉ điểm qua một vài cái thông tin về cỗ máy này. Cỗ máy tự động 2875 với chức năng là giờ phút giây, lịch ngày, báo cót và Tourbillon. Thời lượng cót lên đến 54 tiếng, được hiển thị bằng một bộ báo cót phía góc 9 giờ như tôi vừa giới thiệu. 41 chân kính và 268 bộ phận. Sau đây tôi sẽ chỉnh giờ chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì chỉ rút ra được một lần thôi các bạn nhé. Đó, rút ra được một nấc. Và đó, chiếc đồng hồ này thì chỉnh ngày theo cơ chế là 9-12, có nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh qua 12 giờ.
đồng hồ sẽ nhảy ngày. Đó các bạn có thể thấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, và chúng ta quay lại góc 9 giờ. Đó, đồng hồ lại tiếp tục nhảy ngày. Nó không giống như những cái chiếc đồng hồ thông thường là chúng ta rút được thường là hai lần, một lần đầu tiên là chỉnh ngày, lần tiếp theo là chỉnh giờ. Đây là một cơ chế mà thường xuyên được sử dụng với những chiếc đồng hồ từ thế kỷ khoảng những năm 80, 90, 2000. Đó. Cơ cấu lồng chu vi âm thì cũng rất là đẹp và có lẽ là nó không bị lỗi thời theo thời gian. Mặc dù là thời điểm hiện tại khi nhắc đến Aroma, giới trẻ cũng như là rất nhiều người thì biết đến đó là Royal Oak hay là Royal Oak Offshore, những chiếc đồng hồ thể thao đang lên ngôi. Tuy nhiên là với bộ sưu tập Jun thì chúng ta phải nghĩ đến những, chúng ta có thể thấy được tính lịch sử hào hùng của thương hiệu Audemars Piguet, cũng như là một cái nét, một cái dáng vỏ rất là đặc trưng, rất là thanh lịch, rất là cổ điển của thương hiệu này. Sau đây thì tôi sẽ lên tay thử chiếc đồng hồ này các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được không? Lên tay một chiếc đồng hồ này rất là vừa vặn với cái cổ tay của tôi, đường kính 40mm mà không có núm. Hay là nhìn chiếc đồng hồ trông rất là cân đối. Đó, các bạn có thể thấy không? Là tay càng giống như tôi vừa nói với các bạn đó. Dây da, đó, theo dáng tay càng cũng ôm thành một hình vòng tròn. Tuy nhiên có một cái điểm bất cập đối với cái núm ở phía dưới mặt đáy của chiếc đồng hồ này, đó chính là tôi cảm thấy nó hơi cộm mà nó không được thoải mái. Đương nhiên rồi, tuy nhiên là nếu mà núm góc 3 giờ thì chúng ta sẽ thường xuyên bị cái núm nó đâm vào cái cổ tay. Đó, lên tay thì rất là đẹp đúng không các bạn? Giá hãng của chiếc đồng hồ này không hề rẻ, 161.000 USD. Tuy nhiên là sau gần 20 năm thì giá của chiếc đồng hồ này vẫn dao động ở mức gần 40.000 USD. Các bạn có cảm nghĩ gì về chiếc đồng hồ này, hãy cho Gia Bảo Luật Sư biết bằng cách comment ở phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.